Không, mà cái việc mà quyết định công viên Tao Đàn là không cho chó vào công viên thì theo bạn là như thế nào, bạn thấy có đồng tình không? Mình thì mình là yêu chó đó. Còn cái việc mà người ta không cho chó vào công viên á thì mình thấy họ cũng có cái lý của họ. Tuy nhiên cái nơi công viên thì mọi người cũng có sở thích là dẫn chó đi dạo, thì mọi người nên có ý thức là chuẩn bị những cái đồ dùng gì để ví dụ mình chó nhà mình nó có đi bậy hoặc như thế nào đó thì mình dọn cho sạch. Mình nghĩ là cái việc cấm thì cũng không cần thiết cho lắm, chỉ có kêu gọi tinh thần là trách nhiệm của mọi người trong việc mà dọn dẹp giữ gìn vệ sinh chung. Cho mình xin họ tên đầy đủ của bạn được không? Mình tên Nguyễn Lê Phương Dung. Nguyễn Lê Phương Dung, ở quận mấy ạ? Quận 10 ạ. Dạ, ok, cảm ơn bạn. Là cái việc mà công viên Tao Đàn không có đồng ý cho chó vào trong này thì bạn thấy là nên hay không nên ạ? Và vì sao? Mình thì rất là thích, mình yêu động vật và đặc biệt là thích chó, mình giữ chó mà. Nhưng mà mình quan điểm là chó mà dắt ra công viên á, thì mình cũng không đồng tình. Tại vì nó là một nơi công cộng, có trẻ em, có người lớn. Thì thí dụ như mình đã dắt chó, thí dụ như chó phóc, chó nhỏ thì mình không nói. Dọn dẹp vệ sinh nó dễ, thí dụ như mình thích bạch dê này nọ cơ. Thì những cái giống đó mà mình không nên cho ra. Tại vì ra thì thứ nhất là sợ. Mặc dù nó hiền, mình biết là nó hiền, nhưng mà cái ví dụ như là bất chợt nó thấy cái gì đó lao tới, hoặc là gì nó giật mình, hoặc là nó ảnh hưởng tới người khác, thì mình cũng quan điểm là không nên cho ra công viên với những con chó bự. Còn những con chó kiển thì Vậy thì theo bạn là cái việc mà quyết định của công viên Tao Đàn như vậy, bạn có nghĩ là nó nên nhân rộng ở nhiều các công viên khác hay không? Mình thấy là nói chung là công viên thì nó là cái công cộng, thì mình không nên đưa những cái cá nhân của mình vào nơi công cộng để mình được ảnh hưởng, thì mình thấy là cái điều đó mình nên. Ý là bạn nói cho mình cái gọn câu là và cái quyết định công viên Tao Đàn theo mình thấy là các công viên khác nên áp dụng. Bạn nói nguyên câu cho mình nhé. Ok. Có nên áp các công viên khác thì nên áp dụng để mà đưa ra, tại vì đây là một nơi công cộng dành cho nhiều người, nhiều lứa tuổi. Còn nếu như các bạn thích đem chó tới thì có một số cái cà phê hoặc là những cái quán, những cái tiểu cảnh nhỏ cũng có thể dẫn tới, chứ không nhất thiết là phải ra công viên. Bạn cho mình xin họ tên đầy đủ ạ? Mình là Phạm Hoàng Thị Trang. Phạm Hoàng Thị Trang, bạn quận mấy ạ? Mình ở Gò Vấp. Gò Vấp, dạ, cảm ơn bạn nhé. Bây giờ bác là chia sẻ sau khi mà ở công viên Tao Đàn này ấy, là một trong những công viên đầu tiên mà ra cái quyết định là cấm không cho chó mèo, thì quan điểm của bác là như vậy thì như thế nào ạ? Theo bác thì tốt nhất là những người nuôi chó không nên mang chó ra nơi công cộng. Bởi vì cái nơi công cộng là cái nơi mà người ta ra đây để người ta hưởng cái không khí trong lành. Mang chó ra đây ỉa đái bừa bãi ra rồi nhiều khi chó lại cắn người ta thì đâm ra rất phiền. Vì ở đây có rất nhiều trẻ nhỏ không cơ, và nói chung là tốt nhất là những cái nơi công cộng là không nên mang chó ra. Không cứ là ở công viên Tao Đàn này mà
nghĩ ở công viên nào cũng thế thôi, không nên có những chỗ để mà mang chó là cả. Dạ. Bác cháu xin họ tên đầy đủ của bác được không ạ? Ngại lắm. À dạ vâng, vậy cháu ghi người dân. Không biết là bác có thể chia sẻ nếu mà cái việc mà quyết định công viên Tao Đàn là không cho chó vào công viên thì theo bạn là tốt hay không tốt? Việc này mình nghĩ là không tốt. Tại vì mình có thể tự do dắt những con chó và con đây cũng không nhất thiết phải cấm như vậy. Nghĩa là mình có thể dắt mình đi dạo vậy thôi. Nhiều mình thấy là ở nhiều nơi khác, nhiều nước khác họ vẫn cho dắt chưa bình thường. Như là vậy thì nhiều người không thích dẫn chó đây, họ có lập luận rằng là sợ những con chó nó cắn rồi hoặc là nói tè bậy á, rồi đi bậy á, thì theo bạn thì cái ý kiến đó như thế nào, hay là tùy vào cái cách nuôi chó của mỗi người? Mình nghĩ là tùy vào cái cách họ nuôi, họ huấn luyện ra sao thôi. Mình nghĩ là việc cắn bậy thì mình nghĩ là không, nếu mà huấn luyện tốt thì sẽ không có chuyện đó. Còn chuyện đi tè thì tùy vào mình huấn luyện làm sao thôi, nó cũng sẽ biết chỗ nào đó để đi. Ok, bạn cho mình xin họ tên đầy đủ của bạn được không? Nguyễn Thanh Hoàng Phi. Nguyễn Thanh Hoàng Phi ở quận mấy ạ? À, Bình Tân. Bình Tân, ok, cảm ơn. Không biết là công viên á, Tao Đàn đang là công viên mà thí điểm đầu tiên tại Hồ Chí Minh không cho chó mèo vào, thì theo chị là cái việc mà không cho chó mèo vào thì nó bất tiện như nào và không bất tiện như nào? Khi mình thấy là nếu mà cho chó mèo vào mình phải kiểm soát được, tại vì nhiều khi chó mèo vào nó sẽ làm sẽ ô nhiễm môi trường lắm. Còn nếu mình kiểm soát được như vậy thì tốt thôi. Dạ. Tại vì còn đối với những người mà nuôi chó mèo thì cái việc không cho chó mèo vào công viên thì nó bất tiện như nào theo chị? Nhiều khi người ta đi vô công viên mà muốn vô công viên chơi mà có chó mèo theo á, người ta sẽ dễ đi hơn. Có nhiều người ta thương chó mèo như con người ta vậy nên là người ta thích. Dạ. Chứ còn nếu mà đi mà bỏ chó mèo ở nhà thì người ta không đồng tình lắm. Nhưng mà theo biết thì chị nói tiếp. Dạ. Theo em biết gì nữa? Theo em biết nhiều khi á, có những cái khu công viên mà dành riêng cho chó mèo á, thì nhiều khi mình có thể cho nó qua đó chơi cũng được. Chứ còn khu này thì đa phần người lớn tuổi và em bé nó tập hay chơi, tập thể dục này nọ mà vậy thì nó sẽ không tốt. À dạ. Chị em xin họ tên đầy đủ của chị được không ạ? Em tên Nguyễn Thị Hồng Trang. Nguyễn Thị Hồng Trang ở quận mấy ạ? Quận 7. Dạ, quận 7.